chấp những hỗn loạn đã xảy ra trên thị trường, Binance hôm nay đã bất ngờ chứng kiến gần 2 tỷ đô la Bitcoin được chuyển vào sàn. Mặc dù luôn nhận được sự tín nhiệm của nhiều nhà đầu tư, song ông chủ Binance, Jim Benzo vẫn luôn trở thành tâm điểm chỉ trích của những người không ủng hộ tiền điện tử. Mới đây, giáo sư kinh tế NYU, Nario Rubini đã một lần nữa đưa ra những lời chỉ trích nhắm vào vị CEO này. Sau cú sập ngoạn mục của FTX, nhiều công ty liên quan đã cố gắng lên tiếng thanh minh mình không bị ảnh hưởng bởi sự cố. Mới đây, Trump Crypto đã dập tắt những tin đồn xoay quanh việc ngừng hoạt động do FTX. Ở một diễn biến khác, đã có hàng trăm nhân viên Twitter mất việc sau tối hậu thư của ông chủ mới Elon Musk. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng Tim Draper đã tiếp tục nhắc lại quan điểm ủng hộ Bitcoin của mình, bất chấp thị trường đang biến động. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, Tim Draper cho biết rằng giá Bitcoin sẽ có thể đạt mức 250.000 đô la và thậm chí vượt xa mức giá này. Draper vẫn tiếp tục giữ nguyên dự đoán của mình bất chấp sự suy thoái nghiêm trọng của thị trường. Theo ông, sẽ mất một khoảng thời gian cần thiết để tất cả mọi người có thể sử dụng Bitcoin cho việc thanh toán hàng ngày. Và nếu điều này xảy ra, giá trị của Bitcoin chắc chắn cũng sẽ được đẩy lên mạnh mẽ. Đồng thời, ông đề cập rằng hiện phụ nữ đang là những người kiểm soát 80% chi tiêu bán lẻ, và khi họ nhận ra rằng sẽ có nhiều lợi ích khi thanh toán hàng hóa bằng Bitcoin, họ sẽ biến Bitcoin thành xu hướng chủ đạo. Và khi các nhà bán lẻ nhìn thấy rằng họ có thể nhân đôi lợi nhuận bằng cách chấp nhận Bitcoin, thì chắc chắn điều này sẽ diễn ra khá nhanh. Nhà đầu tư mạo hiểm đã nhiều lần đưa ra dự đoán Bitcoin có thể đạt 250.000 đô la vào cuối năm 2023. Trong lần xuất hiện gần đây tại Web Summit, Draper cho rằng tiền điện tử lớn nhất vẫn có thể đạt được mục tiêu trên chỉ trong vòng 6 tháng tới. Tuy nhiên, hiện giá Bitcoin vẫn chỉ đang xoay quanh mốc 17.000 đô la. Sau sự cố khủng hoảng FTX, chia sẻ về sự sụp đổ gần đây của FTX, Draper cho biết việc sàn giao dịch thất bại có thể dự đoán được vì nó hoạt động khá tập trung. Mặc dù không ghi nhận bất kỳ sự tiếp xúc nào với FTX, song nền tảng giao dịch FTX phổ biến trên Solana, MetaPlex cho biết họ bị ảnh hưởng bởi sự lao dốc trầm trọng của Solana trong tuần qua. Trong một thông báo gần đây, MetaPlex cho biết họ đã buộc phải sa thải phần lớn nhân sự do sự sụp đổ của FTX vẫn đang tiếp tục lan rộng khắp hệ sinh thái Web3. Theo một tweet từ Stephen Hess, CEO của MetaPlex, đã có một lượng nhân viên đáng kể của công ty buộc phải thôi việc vì điều kiện thị trường ngày càng tồi tệ đối với tiền điện tử nói chung và Solana nói riêng. Đồng thời nhấn mạnh rằng, mặc dù tài sản của công ty không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố FTX, nhưng tác động gián tiếp lên thị trường là một điều đáng lo ngại, buộc công ty phải thực hiện những cách tiếp cận thận trọng hơn trong tương lai. MetaPlex được biết đến là một giao thức cung cấp năng lượng cho NFT trên Solana. Giao thức này đã bắt đầu hoạt động như một mạng NFT thay thế để thống trị Ethereum. Sau sự cố, giá Solana đã tụt dốc không phanh và mất gần 60% giá trị, gấp 3 lần mức thiệt hại đối với Bitcoin và Ethereum. Giáo sư kinh tế NYU, Nario Rubini, đã một lần nữa đưa ra những lời chỉ trích nhắm vào ông chủ Binance, Jim Benzo, trong một loạt tweet gay gắt. Loạt tweet xuất hiện sau khi tài khoản Twitter của Rubini đã bị làm phiền bởi hàng trăm bot mạo danh ông chủ Binance. Rubini sau đó đã tweet cho rằng những điều này là do Zhao làm vì hậm hực việc bị chỉ trích vào ngày 14 tháng 11. Thậm chí, Rubini còn so sánh Zhao với nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Được biết vào ngày 14 tháng 11, Rubini đã lên tiếng cho rằng Zhao còn mờ ám hơn cả giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, đồng thời đặt nghi vấn về các nỗ lực cứu ngành của Zhao sau sụp đổ nhanh chóng của đối thủ cạnh tranh hàng đầu. Bên cạnh đó, Rubini đã nói rằng ông không thể tin việc Binance có giấy phép hoạt động ở UAE vì hệ sinh thái của họ quá nhiều lỗ hổng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Zhao đã lên tiếng đáp lại các chỉ trích của Rubini, cho rằng ông đã phát tán những năng lượng tiêu cực, đồng thời khẳng định ông không quan tâm đến những chỉ trích kiểu này. Sàn giao dịch tiền điện tử Binance bất ngờ chứng kiến một lượng lớn Bitcoin trị giá lên đến gần 2 tỷ đô la.
được gửi lên sàn trong ngày hôm nay. Trong một tweet gần đây từ Wu Blockchain, Binance được cho là đã chứng kiến một dòng tiền lớn lên đến 127.351 Bitcoin và 50.000 Bitcoin được gửi vào sàn trong hôm nay. Các xác minh trên chuỗi cho thấy các dòng tiền này được thực hiện bởi các ví nội bộ, tức là giữa ví lạnh và ví dự trữ. Động thái này đã kích hoạt một làn sóng bàn luận sôi nổi trên Twitter. Với Ki Yong-ju, CEO của CryptoCoin cho biết, vì hiện không có bất kỳ thông báo nào được đưa ra từ Binance về điều bất thường này, do đó đây có thể là tiền của khách hàng hoặc nhà đầu tư đang trong tình trạng khẩn cấp. Trong một tweet khác vào ngày 17 tháng 11, nhóm CryptoCoin cũng đã từng cho biết rằng dự trữ Bitcoin trên Binance vẫn đang tăng lên rất nhanh chóng trong vài ngày qua. Điều này nghĩa là các nhà đầu tư đang gửi Bitcoin của họ vào sàn giao dịch. Chum Crypto, một công ty con thuộc tập đoàn Chum Trading, đã chính thức lên tiếng bác bỏ các tin đồn gần đây xoay quanh việc có ý định ngừng hoạt động do chịu tổn thất bởi FTX. Trong một tweet vào tối ngày 17 tháng 11, Chum Crypto cho biết công ty sẽ không ngừng hoạt động vì hiện đang là một trong những công ty sở hữu vốn hóa và thanh khoản tốt nhất trong thị trường tiền điện tử, đồng thời nhấn mạnh rằng công ty vẫn đang tiếp tục tập trung vào mảng đầu tư và giao dịch. Chum Crypto được cho là một trong nhiều tổ chức bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng thanh khoản của sàn FTX. Tuy nhiên, quỹ đầu tư này đã từng lên tiếng khẳng định đã kiểm soát được rủi ro và vẫn hoạt động bình thường vào ngày 13 tháng 11. Bên cạnh đó, Chum Crypto cũng chia sẻ thêm rằng, mặc dù vụ sập FTX đã giáng một đòn mạnh vào ngành, nhưng công ty vẫn đặt niềm tin lớn và cam kết cùng những tổ chức khác vực dậy thị trường. Vụ sập FTX đã để lại nhiều dư chấn nghiêm trọng trên thị trường tiền điện tử. Đã có nhiều công ty trong ngành lao đao sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi FTX. Một trong số đó phải kể đến là Genesis, Multicoin Capital, BlockFi, v.v. Đầu tuần này, Elon Musk được cho là đã gửi một tối hậu thư cho toàn bộ nhân viên của Twitter liên quan đến việc thiết lập lại trật tự công ty. Theo đó, Musk đã đưa ra hai lựa chọn cho các nhân viên. Một là chấp nhận làm việc hết công suất cho kế hoạch Twitter 2.0 hoặc là sẽ rời khỏi công ty trước ngày 17 tháng 11 cùng với gói trợ cấp 3 tháng lương. Và tất nhiên đã có hàng loạt nhân viên chọn phương án thứ hai. Với quy mô của đợt sa thải này, một số người cho rằng Twitter sẽ nhanh chóng rơi vào khó khăn. Sáng nay đã có nhiều trang báo đồng loạt đưa tin rằng Twitter đã thu hồi tất cả thẻ ra vào văn phòng và các tòa nhà nơi nền tảng đặt trụ sở được cho là đã đóng cửa từ đêm 17 tháng 11. Bên cạnh đó, công ty đã yêu cầu nhân viên phải giữ bí mật về điều này và sẽ mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 21 tháng 11. Động thái này được cho là hệ quả tất yếu của việc Musk sa thải hàng nghìn lao động cũng như cuộc từ chức quy mô lớn tại Twitter trong những ngày qua, đặc biệt nhằm ngăn chặn việc các cá nhân cũ có thể sẽ quay trở lại quậy phá công ty. Trả lời một tweet về việc sa thải hàng loạt, Musk cho biết ông không quá lo lắng về việc này vì những người tốt hiện đang ở lại với công ty. Trong một tuyên bố gần đây, các nhà lập pháp Vương quốc Anh cho biết các bằng chứng do Binance đệ trình về sự sụp đổ của FTX là không đủ. Vào đầu tuần này, Ủy ban Tài chính Quốc hội của Vương quốc Anh đã yêu cầu Binance cung cấp các thư từ nội bộ về sự sụp đổ của FTX. Tuy nhiên, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, thành viên Ủy ban Alison Tillis cho biết phía Binance chỉ gửi lại các bài báo cáo đơn thuần. Theo bà Tillis, sàn giao dịch chỉ cung cấp các chi tiết cơ bản, đồng thời ông nhấn mạnh rằng chắc chắn Ủy ban sẽ cần hành động nhiều hơn để biết thêm các thông tin cụ thể về những gì đã xảy ra, bởi vì sự cố này đã mang lại rất nhiều tác động lớn đối với toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử. Bên cạnh đó, bà Tillis cho biết rằng sự không hợp tác của Binance có thể sẽ ảnh hưởng đến các khuyến nghị của Ủy ban về việc điều chỉnh ngành. Đồng thời nói thêm rằng, tiền điện tử hiện là lĩnh vực không có đầy đủ các quy định. Được biết, cơ quan chính phủ hiện đang trong quá trình điều tra về những rủi ro và cơ hội mà tiền điện tử mang lại cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp Anh. Vốn hóa thị trường tiền điện tử chiều nay đã phục hồi 1,24% trong 24 giờ qua, lên mức 871 tỷ đô la. Bitcoin giao dịch tại 16.750 đô la, tăng 1,3% trong ngày. Ethereum phục hồi về mức 1.222 đô la, tăng 2,5%. Binance Coin giao dịch tại 273 đô la. Xin cảm ơn CRVN Capital và Open Life đã đồng hành cùng bản tin của chúng tôi. Quý vị khán giả đừng quên đăng ký tài khoản trên website của CryptoLitVN để vừa xem video vừa earn token CLV. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.